Quạt trần công nghiệp System Fan, giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn. Liên hệ ngay. Gandhi xin đôi voi. Rừng đã có đến viên thủ Gandhi rồi, Hiếu đây rồi. Đôi voi thì Hiếu cũng được. Rồi luôn bên Hiếu này về. Một bài đấy kiểu thì có Hiếu trước dành cho đại sư. Không thấy cả quả đầu luôn. Hai dân ra lùa Hiếu. Hai dân đó phi Hiếu đi kìa anh ơi. Ok. Nét. Rồi, đây con Hiếu đầu tiên. Cái đầu thiết kế. Và lùa bên Hiếu này về. Một bài đấy kiểu thì có Hiếu trước dành cho viên thủ Gandhi nha. Ý hiệu đầu 6 con hết đầu thiết kế vẫn đủ chỗ cho 4 dân khai thác con hiệu đầu tiên thì sẽ không chậm dân rồi. Đây được đóng rồi, sang vòng đi dò và giải quyết con hiệu xong với hiệu đầu của mình. Ê lõi. Ok hiệu về xong nghe luôn, chưa thấy quả đầu đâu vậy. Rừng quanh nhà rất nhiều nha. Đây là máy của rapper. Voi hiệu về. Đầu cánh này chắc không ai chịu được thứ đâu. Hết đầu thiết kế. Quả đầu đang có 6 cây. Chúng ta chỉ cần thắng một trận nữa thôi là kết thúc buổi tối ngày hôm nay. Tuyệt vời luôn đúng không anh em? Bài đẹp lắm ạ. À? Ôi, vâng, voi hiệu quả. Đúng một vòng đủ đồ đến xuân thứ luôn. Hay. Một bài đấu lại chỉ 3-4% đến từ game thủ xuân thứ. Còn đây là máy của game thủ chim sẻ. 1-8. 1-7 hơi rất rẻ đấy. 1-9-8 rồi giá cho Gandhi xuân thứ 1-8 á. 9-8 nó khỏe nhờ. 9-8 giờ khỏe lắm rồi. Hôm nào nó tác hại thì biết thôi chứ còn. Chuẩn bị thiết kế chiếc nhà bếp đầu tiên dành cho đủ chim sẻ về đấu này. 9-8 giờ giá lắm. Thì đã bảo rồi. Hôm nào mà tác hại thì mới biết đã tác hại thôi. Không thì lâu mới xúc được nó. Gandhi bảo vệ bài mắc binh rồi, dâng A cho những vụ chim sẻ. Sẽ đánh đầu cánh với cái bài đấu này, nhưng mà đồ ăn nó chưa có nhiều. Gandhi vẫn chưa thấy quả đầu á. Thế mà đã mắc binh. À đây chứ đâu. Voi đưa về đấy. Vẫn mỗi chấm đen cũng không giờ. Ba voi bấy hiêu bỏ quả thì cho anh thủ Gandhi và giải quyết voi này thôi. Có voi đầu tiên thì cho anh. Có thêm quả bấy hiêu nữa bên ngoài. Ai da. Nó là 5 voi anh em nhá. Ba voi cũng kể hết được. Điều thế thì mới chỉ có 3, 4, 6 hay không đây này. Rồi đưa voi về. Chúng ta sẽ có một bài đấu dâng A đấy từ game thủ gạt đi. Và con voi tiếp theo sẽ đánh đưa về đây rồi. Tiếp tục áp ghi nhá. Dân 6 đi dâng rồi đấy. Đây là con voi thứ 3 dành cho game thủ gạt đi. Ok. Ấy. Rồi, S2. 24 giờ này. Ừ. 5 voi luôn. Kích. Rồi đưa voi về. Phải cầu 2 voi. Gắn đi dâng. Yên tâm, dâng xuống 4 giờ, không chéo à, không nhầm đâu. Vâng, pha cầu 2 voi dành cho cái thủ Gandhi. Và trước khi đến với tình huống giao tranh ở trận đấu này, tôi xin giới thiệu các bạn về nhà chợ System Fan, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nam Studio để phát triển cộng đồng AI Việt Nam. Nhà chợ System Fan tôi là đơn vị chuyên cung cấp dòng quạt trần công nghiệp xài cánh lớn với rất nhiều những sản phẩm dành cho anh em từ 2,4 đến 7,3 mét, lưu lượng lên đến 750 m³/giờ, động cơ đồng bộ nam chấm vĩnh cửu, bảo hành 3 năm, làm mát nhanh chóng, hiệu quả trong gian rộng lớn từ 100 đến 400 mét vuông, tiết kiệm điện lên tới 70% và chỉ sau 1 năm các bạn đã thu hồi được vốn, tăng cao năng suất, chất lượng vượt trội, giá thành thì tốt nhất thị trường. Anh em có thể liên hệ ngay qua số điện thoại hotline 0883 18856 hoặc truy cập website systemfan.vn để báo giá một cách nhanh chóng. System Fan vì sức khỏe và cộng đồng vì sức khỏe và môi trường Việt. Hiện tại thì anh em có thể mua hàng qua kênh sóng của Chim Sẻ Nắng Studio thì anh em sẽ được nhận lại ưu đãi giảm giá lên tới 5% và rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Em chào anh Tú Hưng Yên nhá. Hello anh Giang. Thắng trận này chứ em đấm ơi, thắng anh ơi. Vừa nào được. Kết thúc rồi, đứng chặt gỗ để gắn đi. Rồi, xe máy Zapper, đầu cánh 24 dân. Xuân thứ lên đời sớm nhất bản đồ, trận nào cũng thấy nhảy vạch lên sớm nhất này. Rất đều. Xa đấy. Ở
ông ra giữa giữa tí đây, ở đây đâu sau cái rừng này. Bài bạn đánh nhiều dân. Bên mình có hai người lăn xả đánh 24 dân rồi. À, 7 7 7 7 7. 7 nha. Và 3 dân đi đâu đây? Nâng cấp bánh xe. Được, nếu anh thích thì anh 5A luôn. Em có gì ngoài sức khỏe đâu. Đúng không bạn? Mình không gì ngoài sức khỏe cả, 5A luôn. Hai ba dân 5A đi rapper. Hai sáu dân. Mười hai trăm sắc dân chéo cánh như sao ấy. Rồi ra phi hiểu thôi. Tôi sợ bộ bảy bây giờ từ đầu cái bên này dân chéo sang cái bên kia cơ. Thế thì giống như cái trận mạnh cân gặp màu sáu màu bảy đây. Bắn qua bảy vào bắn ôm trên trong cái luôn. Dân chéo về chúng tôi. Thêm cho bé nữa chỉ sợ đồng đội cánh không chịu được đúng không bạn? Năm ma đến từ cái thủ sân thứ thôi. Đây nhà bộ bảy đây. Nhà không có gì luôn đấy. Lên. Bỏ nữa thêm một con voi. Đấy bảy chân chéo mà. Ra 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 ông bạn. Mà lại đánh năm ma. Thôi cứ ra đi. Vâng 30 trên 32 đó là thăm lại tại đây rapper. Bắt ra thì phải ra thôi chứ bây giờ biết làm nào. Để bắn một gỗ đôi bạn nhìn thấy rồi ấy. Xong 4A thôi. Quả đây, tại 3 dân lúc nãy đi đâu rồi? Đây, bạn đi qua bỏ gỗ lúc nãy bạn đi dò thấy đấy. 6 đầu cánh chim sẻ, 7 đầu cánh bên này và sẽ có người cầm màu 1 ở trong cái game cụ tiểu mạnh mã. Số thứ bắt đầu bắn được màu 7 rồi. Nhà trắng trơn luôn, bay hết luôn. Em chào anh Phúc nhá, hello anh. Anh vào xem hơi muộn nhờ. Anh không vào xem kèo solo bật hay quá anh ạ. Sẻ bắt đầu bị chơi rồi. Đấy, thủ chim sẻ phải tham lai 40. Đang đào cả đá. Và đó người cầm màu 7, thêm màu 6 lên bắn luôn. 67 đang ốp chim sẻ, một khả năng cao ra đỡ kia. Và tham lai là 43, đến từ cái thủ chim sẻ nắng. Và Gandhi đang muốn kìm màu 1, sẻ đang đỡ hai nhà. Đây đây. Tham lai là 41 dành cho cái thủ chim sẻ. Và đang bị đội bạn ốp vào. Đây là màu 7 với cả người cầm màu 6, đó chính là cái thủ lôi lão hổ và cái thủ tiểu lâm. Màu 7 thông tin bảo vệ đã fit sâu. Cố gắng nào, sẽ đang có bài 5A đỡ. Gandhi đang không về cứu. Đây ăn máy của ý thủ Gandhi. Gandhi tham lai đầu số là 4X cũng đang vào màu 6. Đây nó đục màu 6 rồi. Ôm nhà màu 6 luôn đấy thủ Gandhi. Màu 6 sẽ không dùng quân lên được nữa đâu. Cố đỡ đi. Sẽ sẽ cố đỡ tên này. Gandhi đang đục màu 6 rồi. Còn ôm màu 1 thì Xuân Thứ sẽ người tàn. Tham lai Gandhi là 4X. Với bài đầu đi dâng à, mình màu 6 cũng đang bay hết rồi. Chỉ bắt quân đi. Màu 1 đang ốp BA đi dâng cái thủ Gandhi. Dạ ok anh Phúc ơi. Mùng 4 tháng 5 anh lên lấy xe. Có gì dành ít thời gian ok anh. Tiện cao xe mới của anh Giai luôn đúng không ạ? Ờ 1 đốt A Gandhi rồi. Nó vẫn có một tên đi đốt A, ốp A Gandhi. Đây hôm nay của rapper. Rapper tham lai 52. Có 6 bay rồi đấy. Xe bên này tham lai 5 xin lỗi số thứ tham lai 5X đang đấu với người cầm 1. Vẫn đang dồn quân lên giá rất đều đi bạn ơi. Có hai gỗ hủng đây. Ok. Gỗ hai phát triển đến số thứ sẽ phải vừa ăn hoa vừa ra ruộng để trở thành một chủ lực nữa của chúng ta. Nhưng mà sẻ đầu cánh đã bị ốp rất nhiều. Đây cái thủ chim sẻ tham lai 40 rồi. Với trận tân đồ đồng đội đang phải bắt nốt màu 7, màu 7 không nhiều nữa rồi. Màu 6 cũng sẽ không dồn quân lên được nữa. Và tham lai 40 đến từ cái thủ chim sẻ vẫn đang đỡ được nhà mình. Vẫn còn tham. Và đang cơ cấu hồi lại, nở lại. Thế mà cũng dễ để có thể cơ cấu cho những vụ chim sẻ thôi. Đây, màu 7 đây. 6 thì yếu rồi. Nhưng mà chắc sẽ về nhà hồi lại. Thì mà ruộng còn rất nhiều, bắt được quân màu 7. Màu 7 thì bị Xuân Thứ bắn từ đầu, fit hơi sâu rồi. Tham lai 5X dành cho rapper Xuân Thứ, chúng ta có chim sẻ và Xuân Thứ to. Thế này thì Gandhi tham lai cũng đang ở số 41. Bắn lại màu 6 một tờ nữa. Ở nhà đang bị màu 7 quản, chạy đi, giữ dân nào. Màu 7 còn khoảng mười mấy cung rờ anh em nhá. Màu 1 đang rút PA của thủ Gandhi. Đây Xuân Thứ, úi giời ơi, màu 7 chết mười mấy dân nhá. Đây là bắt ra nó kìa, bắt ra nó kìa bạn. Màu 7 chết nhiều dân lắm rồi đấy. Và một cùng Xuân Thứ đấy anh ơi, Xuân Thứ đông lắm. Tham lai Xuân Thứ là 62 đang gọi Gandhi vào cùng với game thủ
Xuân Thứ để ốp nhà của Tiểu Mạnh Mã. Và bên này thì chim sẻ Thao Lai 51 đang tìm quanh nhà mình xem quân màu 6-7 đâu rồi. Gắn đi sẽ đi từ 6 giờ vào nhà 1-1, 1-1 đang to nhất map. Và tới này thì đồng đội sẽ đấm 1-1, 1-1 sẽ top lại và sẻ sẽ phải nở ra. 52, đó là Thao Lai của thủ chim sẻ. Đây là máy của Rapper, bắt đầu vào 1-1. Đây là cung đời bên phía đối phương, biết rồi bạn sẽ ra bắt được đứng quân kê luôn, tóm luôn. Gắn đi đâu rồi? Gắn đi đang bắn ở mặt kia, không cần vào thì Xuân Thứ ốp 1-1 thì cũng đã dãy nảy lên rồi anh em ạ. Quá khỏe lên Rapper. Mẹ đấy là rời, 5 mắt bắt đều. Đang bắn ở BA đây rồi, ở nhà bị ủi ôm kệ luôn, đây đang ăn hoàn quả rồi. Không quan tâm, gì? Đây là cung đờ của G1, game thủ Tiểu Mạnh Mã. Xuân Thứ cũng đã có công nghệ chặt gỗ 2 và gắn đi bắn giữa ruộng. Và đội bạn đang có quân ở nhà đấy anh cứ đấu đi. Không đủ điều là hai mặt trận đâu. Timeline đơn số là 29, gắn đi đang khô máu với G1 luôn rồi. Xuân Thứ đang ốp nhà BA bên phía đội bạn. Dí quân sát vào bắn anh ơi là nó hết rồi. Đấy. Thế thôi. Chạy ngay. Chạy vậy. Không phải e đến cái thủ gắn đi. Đây hôm nay cái thủ Xuân Thứ vẫn đang ốp mặt nhà BA. Gắn đi sẽ phải dồn ra mặt BA này luôn. Nó kéo hết ra BA rồi anh ơi ra đi. Đồng đấy. 34. Vâng đang thiếu hết tham với người G1 dành cho bộ đôi gắn đi và Rapper Xuân Thứ. Tham lại là 33. Như vậy là té rồi. Té đi quản lại màu 7, màu 6 đấy anh em ơi. 7 giữ 17 cung đường đi quản Xuân Thứ khá là khó chịu. Đây là máy thủ chim sẻ, tầm này sẽ to nhất map với tham lai là 64. Ra ruộng, phát triển, nãy giờ vừa tập trung lên công nghệ nên là chưa nở tham một cách quá mức bình. Đốt BA đi dâng người cầm 7. Làm vòng đi dò, quản lại 16 đi. Và tham lai 70 thành thủ chim sẻ rồi. Bây giờ mới xong quân, nãy giờ đang lên công nghệ ra dân anh ơi. Đây là máy của thủ gắn đi quản lại bộ 6 đội bạn. Đây, đội bạn đang hồi nhà chính thôi. Và gắn đi bắt đầu kéo dân về nhà chim sẻ rồi. Chạy vào 3 giờ có cái dương to anh ạ. Tham lai 27 thì thủ cái thủ gắn đi đang bắn dân người cầm 16. Tính góc 6 giờ có cái dương không biết nó có ăn gỗ đấy không anh ơi. Chạy đi. Đi vào anh ơi. Đấy. Ăn rồi. Mình ăn tiếp. Đây. Kẻ này. Tham 2x, màu 6 bắt đầu có quân rồi, sẻ nhá. Đây là cái thủ Xuân Thứ với tham 22, Xuân Thứ cũng bất tham rất sâu rồi. Thủ tham nó bị về tham 2x luôn, màu 7 nó bắn một tơn đau thế. Khả năng thứ 7 nó hồi bên nhà mình đấy bạn ơi. Và như vậy sẽ bị ôm luôn. Màu đông đấy. Sẻ đang quân hơi chậm và đội bạn quyết định ôm luôn. Có ai vào màu 6 ngoái đi không? Có một đi tơn nhẹ nhàng. Màu 6 thì đang khá đông quân. Cả 1, cả 6 ốp sẻ tới này. Cung đường sẻ chưa đổ máu. Tham lai là 90 dành cho đối thủ chim sẻ vừa nâng cấp công nghệ đổ máu và tăng thêm điểm lúc 2 BA nữa để có thể đỡ nhà. Không biết kịp hay không, đây là bạn đã muốn lao bên trong rồi. Vậy e. Đông này bạn ơi, chưa chắc sẻ đỡ nhà đây này. Vâng, cả bộ 7 vào luôn này. Vâng, 3 nhà bạn quyết định ốp chim sẻ khi nhận thấy sẻ đào vàng. Và rất đông quân đội bạn đang lao vào, sẻ nó phải dùi quân. Hay à. Tham lai 8x dành cho đối thủ chim sẻ. Chưa, đã mất nhà đâu. Vâng, thực đang rất khỏe. Xuân Thứ ăn được màu 60 mấy dân rồi. Đội bạn đầu lao vào ruộng với đối thủ chim sẻ nắng. Thực rất nhiều, quan trọng bây giờ là thời gian để nở quân thôi. Cố gắng tụ quân nào, màu 7 bắt đầu lao bên trong. Đóng cả bên trong góc 3 giờ để đối thủ chim sẻ để đỡ nhà của mình nữa rồi. Vâng, tham lai là 7x dành cho bài đấu này. Về đỡ đi, về đỡ đi, về đỡ đi. Vâng, đồng đội cần phải về đỡ nhà cho thủ chim sẻ. Đây là máy của thủ gắn đi với tham lai là 27. Có bao nhiêu kéo hết về nhà sẻ đây rồi. Xuân Thứ kéo đốt tờ này về. Đây, bắt được dân màu 6. Đang về. Đây, gặp cung đường 1-1 đây rồi. Đây là cái thủ chim sẻ. Sẻ bên này tham lai là số đó chính là 8x. Và đang giật quân bên trong. Và đang đục nhà để lao vào nhà chúng ta. Phải bỏ cái BA bên ngoài này rồi để sóc BA bên trong. Cố gắng giật quân bên trong nào. Ok, nhưng mà quan trọng là tơn quân trong nhà này ai đỡ hộ thôi. Ở trong, trong nhà chính luôn. Bác dân ra vụt hay gì không? Vâng, tham lại là 71 đến từ cái thủ chim sẻ. Một sẽ lại đi thêm quân nữa đấy. Vâng, rất nhiều thừa lực đến từ cái thủ chim sẻ. Vấn đề là thời gian nở quân và tụ quân. Nó cần rất nhiều thời gian để cho cái thủ chim sẻ nào. Vâng, nè là dàn lên. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào trong đây.
Vâng, tham lai ở số đó chính là 65 dành cho chủ chim sẻ. Còn bộ 7 trên này nữa. Chưa chưa, trong vẫn còn anh ơi, trong vẫn còn tầm 7 nữa. 700 mét chỗ anh vừa bị bắn đấy, chỗ anh ngồi kìa. Đấy, cung đầu 1 đang dồn lên. Vâng, màu 6 kiến thủ lôi lão hổ đang dồn vào bên trong để có thể chơi chim sẻ nắng. Tham lai ở số là 58 như vậy đấu này. Chuẩn bị hết thịt. Vẫn đang gồng mình để đỡ nhà dành cho chủ chim sẻ. Đây, cung đầu 7 tóm được tên này rồi. Cơ cấu lại ruộng đường nhanh nào. Vâng, dân gắn đi kìa, dân gắn đi kìa. Đây, cung đầu 16. Bắn đây anh ơi. Tham lai là 58 dành cho chủ chim sẻ. Đây, cung đầu 11 đang dồn lên. Thằng máy của chủ gắn đi với tham lai 33. Vâng, đang bắt cung đầu 16 trong này. Xuất thủ bên này tham lai là 29. Đang móc máy nhà người của 11. 11 đang cơ cấu lại khá là khỏe rồi. Càng phết anh em ạ. Sẻ dịch mưa rừng một tên lên công nghệ và ra dần sâu quá. Bên này cái đội chim sẻ tham lai là 44 vẫn chưa bắt hết quân về phía đội bạn, còn một vài cung đường 16 bên trong nhà phải cung đường lại ngay rồi. Xong rồi, có lại nhà nào nhanh nào, vẫn ra được đều quân nhưng mà vấn đề là 11 sẽ siêu to. 16 con này vẫn ở siêu to anh em ạ. Khả năng tham của SBA lại tớ đánh chuẩn bị bảo vệ tham cân xuất thứ lúc bảo vệ đang nở được rồi. Xem đi quản lại mấy nhà đội bạn đây. Đấy, Xuân Thứ với tham lai 33 đang bóng máy quay nhầm một con chuyển con trong trọng đấy bạn ơi. Quên. Đấy, gắn đi với tham lai số 33. Đang có quân đi quản và hồi lại rất mạnh đến từ cái gắn đi đây rồi. Hơi chủ quan. Không ra quân mà sắp giật một tơn thành ra bị đội bạn đấm một pha khá đau đến từ cái vụ chim sẻ. Ôi, bắn đi à đấy mà nữa. Đi kịp cái khác đấy. Vâng, đây là cái thủ Xuân Thứ với tham lai đằng số là 36. Mẫu 7 đang bắn lại quanh nhà của rapper Xuân Thứ rồi. Đây, dừng mẫu 1 đây. Tỉa đi. Chuyển nó chọc chọc đi thôi. Lại bị ôm tiếp à. Vâng, mẫu 1 lại ôm chim sẻ nắng tiếp. Gắn đi sẽ lại kéo quân về để đỡ nhà cái vụ chim sẻ thôi. Dân vẫn rất nhiều, bóng ruộng còn nguyên. Tự đỡ được anh ơi. Tầng này tự đỡ được, tầng này thì nhẹ nhàng. Rồi, quyết rồi và tỷ số là 4-2 thì cái thủ chúng ta sợ quá ông trẻ ơi. Yêu quần ông đánh quả hơi chủ quan. Ngồi xong dần láo quá. Vâng. Yêu hoảng này anh em ạ. Quạt trần công nghiệp System Fan, giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn. Liên hệ ngay